Hello, Hân chào cả nhà. Hôm nay cuối tuần nè, Hân sẽ tự đi cắt cỏ nha. Đây là máy cắt cỏ mini của Hân, Hân sẽ là đẩy tay á. Thì cái sân nó cũng khá rộng nhưng mà Hân thấy cỏ nó cũng ít à, cho nên là Hân sẽ tự cắt cỏ nha. Đây, cái sân cũng khá rộng nha. Bên đây rồi bên kia nữa. Ha, đóng cái cửa ra lại đừng cho nó, đừng có cỏ nó văng vô nhà, bụi văng vô nhà. Đây, sân cũng khá rộng luôn cả nhà ơi. Thì hôm nay Hân sẽ cắt cỏ vòng vòng đây hết nha. Đây là chiếc tàu mới mua, đậy lại để dành có thời gian rảnh rỗi cái mình kéo tàu mình đi đi chơi á. Còn đây là quang cảnh xung quanh nhà Hân, chắc lâu lắm rồi cả nhà quên rồi ha. Còn kế bên nhà Hân hồi trước là rừng thông nhiều lắm nhưng mà người ta chuẩn bị xây nhà á, cho nên là người ta đã chặt bớt cây rồi, cho nên là bây giờ nắng nóng dữ lắm ha. Hàng xóm cuối tuần cũng khá yên tĩnh luôn cả nhà ơi. Rồi thì Hân sẽ cắt cỏ cho cái sân nhà Hân nha. Đó. Và trước khi đi cắt cỏ thì Hân sẽ cho cả nhà xem cái hoa 10 giờ Hân trồng á, Hân mới trồng bữa. Đây, sân rộng lắm nha. 10 giờ đủ màu sắc. Đây cả nhà thấy hoa 10 giờ đẹp không? Nè, đủ màu luôn nha. Hoa 10 giờ ở đây đẹp lắm. Hân quay gần cận nét cho cả nhà xem nè, hoa 10 giờ đủ màu luôn, màu vàng nè, màu trắng nè, màu cam nè, rồi màu này màu cam sữa nè, màu hồng nè, quá trời nở luôn á. Đây, Hân trồng hết bo dọc ở đây luôn rồi cả nhà. Mai mốt nó nhiều ra nó đẹp lắm á. Hân mới trồng cách đây khoảng tuần lễ thôi mà giờ nó nở hết trơn rồi nè. Đó, Hân trồng hết nguyên dãy gì. Còn cái cây này á, thì chuẩn bị cắt luôn rồi. Có một bụi hoa cẩm tú cầu á mà nó chưa có ra bông. Còn đây á, là bụi hoa tử đăng. Hân tính làm cái vàng cho nó mà chưa có thời gian để làm nên nó bò tùm lum la chân nè. Cây xung quanh nhà nhiều lắm ha. Rồi cỏ thì nó mới lên có ít ít thôi à, Hân nghĩ là cỏ về cắt được rồi. Nếu mà để nhiều quá tới cái khó cắt lắm. Đây, cảnh vật xung quanh khá đẹp đúng không cả nhà? Đó, Hân ra cho khoe ở cả nhà chỗ cái thùng thư của Hân nè. Hân gắn trong chống đủ thứ luôn. Trời này nó gió nó thổi nó bay nhìn đẹp không cả nhà? Wow, đẹp ha. Đây, cái bụi hoa 10 giờ này là Hân đã trồng khoảng cả tháng nay rồi. Bữa nay hoa nở rộ quá chừng luôn. Cả nhà thấy có đẹp không? Còn đây nè, hoa mõm chó đó, hồi người ta hay gọi là hoa băng xê á. Có nắng cho nên nó tươi tốt dễ sợ luôn. Wow, cả nhà thấy đẹp không? Quá đẹp đi chứ ha. Đó, chong chóng nó đang xoay nè. Đó, xoay quyết liệt luôn. Cái chong chóng nó đang xoay này là Hân mua năm ngoái đó. Tới năm nay nó vẫn còn quay được, hoạt động tốt ghê. Còn mấy cái chong chóng màu sắc rực rỡ thì Hân đã mới mua ngày hôm qua thôi à, gắn xuống. Đây nè, chong chóng này cũng khá đẹp luôn. Hey, hai loại chong chóng nha. Nhưng mà hình như là ngược gió rồi sao, nó không có quay nữa. Mà cái hoa đẹp không cả nhà? Thôi, thì quay cho cả nhà xem chút xíu xung quanh Hân thôi. Bây giờ Hân sẽ chuẩn bị đi cắt cỏ nha. Cả nhà ơi, trên căn bản thì Hân đã cắt xong cỏ rồi đó cả nhà. Còn một số phải chim cỏ mới được. Bên đây Hân cũng cắt xong cái này nè. Nó gọn hết trơn rồi. Cứ chỉ dưới chiếc tàu đó là nó nặng quá, kéo đi chỗ khác không được, cho nên là chưa có cắt nha. Còn mấy cái chỗ cỏ cao cao đó thì Hân sẽ xài cái đồ chim cỏ nè. Ở đây có đủ đồ ngã trơn á. Đây, đây là cái máy chim cỏ nè. Đây nè. Đây là xài bằng pin nha. Sạc pin rồi mình đầy rồi mình xài. Rồi đây nè. Đây là cái đồ chim cỏ để mình chim cho nó thẳng á, cho cỏ nhà mình đẹp á. Đây, cái đồ chim cỏ cũng có luôn này đó.
Nhưng mà không quên sạc, nó hết pin rồi cả nhà. Cỏ ở đây là cái đồ thổi bụi nè. Sau khi mình cắt cỏ xong á, cái cỏ nó dơ vậy nè, mình không cần lấy đồ mình quét đâu. Nè, ha, cỏ dơ lắm thì mình sẽ dùng cái đồ thổi cỏ này. Đồ thổi cỏ này thì ghim điện vô xài, rồi thổi cho nó sạch sẽ thì là xong rồi cả nhà ha. Thấy nhà hơn đủ đồ chơi hết không? Nó cái gì cũng có trơn á, thì tại sao mình phải mướn người ta cắt cỏ đúng không? Vậy mình cũng tiết kiệm được mớ tiền. Hơi mệt tí xíu nhưng mà ok, giống như mình tập thể dục vậy thôi cả nhà ha. Đây là dụng cụ đồ nghề. Sau khi cắt cỏ xong mệt muốn xỉu luôn cả nhà. Cả nhà xem cái bộ dạng của Hân sau khi cắt cỏ thì cả nhà, mồ hôi nước mem hết trơn á. Ít khi nào mà ở bên đây mà mình đổ mồ hôi nhiều như vậy á, cho nên là lao động xong mình sẵn mình tập thể dục luôn ha cả nhà. Ôi, nó nóng mệt lắm nhưng mà ok, Hân thấy ổn. Hồi nãy á, lúc nãy Hân đi cắt cỏ xong á, Hân đi ngang cái bồn rau muống. Hân thấy rau muống cũng tốt lắm, để Hân cho cả nhà xem nha. Đây là cái nón Hân mua ở Việt Nam nha, nhiều công dụng lắm, cả nhà che nắng, che gió gì cũng được nha, có khẩu trang nữa. Trời, giờ Hân sẽ cho cả nhà đi xem rau muống của Hân nè. Cả nhà xem rau muống của Hân nó tốt chưa nè. Tại ngoài nắng á, cho nên là cả nhà thấy á, cái hình ảnh á, dội vô nó màu vàng vàng nhưng mà nó xanh mà nha. Nè, Hân quay vô bóng mát cả nhà thêm nè, nó xanh vậy nè. Còn ra ngoài nắng thì nó hơi vàng. Quá trời nhiều rau muống luôn, ở trong nhà Hân còn nữa. Cỏ đây nhiều quá ăn không hết. Năm ngoái thì người ta chưa cho bán rau muống á, cho nên là rau muống nó hiếm, nó quý lắm. Còn bây giờ chợ bán có rồi, có chợ thì bán 4.99 nửa ký, là tính ra cả 100.000 một nửa ký cả nhà. Mà mình muốn ăn á, thì mình mua cả ký mình xào mới đủ á. Còn năm nay thì nhà Hân đã trồng được rồi, cho nên không cần tốn tiền mua nữa, ăn không hết luôn cả nhà ha. Nhờ mấy đám mưa mà nó tốt như vậy nè, đỡ tiết kiệm, đỡ tốn tiền mua rau muống nha. Còn đây mướp Hân trồng mà nó bò ra cái này cả nhà, quá trời bò luôn. Còn nguyên đây có cây chuối nữa, cây chuối mà trồng gần 3 năm rồi, nó chỉ có vậy thôi cả nhà. Phía sau là rừng thông miên man. Đây, ta phá trống trải rồi, chứ hồi xưa ở đây có cây bông đẹp lắm. Rồi trên căn bản thì Hân đã cắt xong cỏ hết trơn rồi cả nhà. Mấy cái chỗ này nè, xói mòn quá dữ luôn, cho nên là cỏ nó không có mọc. Còn lại là cỏ nó mọc xanh tốt vậy nè ha. Trên căn bản thì nó đã sạch sẽ rồi, chỉ còn thổi bụi nữa là xong ngay. Xíu nữa Hân sẽ thổi nha. Đây, cái sân cỏ bằng lắm. Nhiều khi mình thấy cỏ nhà hàng xóm cắt rồi á, mà nhà mình chưa cắt á, mình thấy ngại á. Giờ mình cắt sạch hết trơn rồi cả nhà. Cái máy chim cỏ này thì nó đã hết pin rồi, không kịp sạc. Còn cái này là cái đồ thổi bụi. Xíu Hân sẽ thổi bụi cho nó sạch luôn nè. Hân kéo dây điện ra rồi nè. Bây giờ Hân sẽ ghim vô nha, để Hân đi thổi cỏ cho nó sạch sẽ nha cả nhà. Đấy, đơn giản lắm. Cái nhà xem này nha, bụi nhóng hết trơn nè. Bây giờ cả nhà xem Hân thổi nè. Sau khi Hân thổi rác nè cả nhà, thì giờ nó sạch bưng rồi nè. Cỏ thì nó bằng phẳng nhìn đẹp ha. Ngày nghỉ lễ không cần đi đâu chơi xa hết trơn á, chỉ ở nhà làm công việc nhà thôi. Cắt cỏ nè, rồi ra chăm sóc vườn rau nè. Kỳ tới Hân sẽ, video tới Hân sẽ quay cho cả nhà xem. Hân tự gửi chiếc xe của Hân nha, cho cả nhà xem nha. Ngày nghỉ lễ không cần đi đâu chơi để tốn tiền, ở nhà còn làm được việc nhà, còn tiết kiệm được tiền nữa cả nhà, mà vừa tập thể dục nữa, cảm thấy rất là vui luôn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và đồng hành cùng Hân trong suốt thời gian vừa qua. Mến chúc cả nhà luôn dồi dào sức khỏe, luôn luôn an yên, bình an và hạnh phúc nha. Bye bye, hẹn gặp lại cả nhà trong video sau. Bye bye.